Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 sau khi vượt qua đảo Hải Nam của Trung Quốc đã di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 9, cấp 10. Hiện bão số 2 đang hướng vào đất liền của nước ta và gây mưa lớn, gió mạnh cho các tỉnh Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 19 giờ đêm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Từ đêm nay đến ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực phía Đông Bắc Bộ mưa to từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Với những diễn biến như vậy, người dân và các địa phương cần thường xuyên cập nhật những thông tin diễn biến thời tiết kịp thời, nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó, đặc biệt về phía người dân chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng di dời theo chỉ đạo của địa phương để giảm thiểu tối đa thiệt hại.